ký Hoàng Đăng An. Đã chuyển sang làm lính trinh sát tiểu đoàn phòng không 394 gần một tháng. Kể từ trận đồi xanh, tôi không gặp lại anh Vinh, anh Hà, không biết các anh ấy giờ đang đánh ở đâu. Tiểu đoàn tôi được bố trí ở trận địa pháo ở Bản Mền, ở ngay chân đồi Độc Lập. Nhiệm vụ của chúng tôi là tham gia bảo vệ bộ binh đánh chiếm đồi Độc Lập. Ngày 15 tháng 3, chúng ta đã chiếm được đồi Độc Lập. Nhưng ngày 17 tháng 3, Pháp điên cuồng huy động tổng lực không quân phản kích. Come on!
Báo cáo, địch phản kích từ Mường Thanh, lệnh chúng ta tham gia hỗ trợ phòng thủ.